Xuất hiện người giống hệt nữ ca sĩ Phi Nhung đến con gái cũng phải bất ngờ. Vừa qua, Trizy Phương Trinh khiến đông đảo bạn bè xung quanh và cả cộng đồng mạng được một phen bàn tán khi đăng tải một nội dung lên mạng xã hội. Cụ thể, nữ ca sĩ hải ngoại Trizy Phương Trinh bất ngờ chia sẻ hình ảnh một nữ nhạc trưởng đang biểu diễn có khuôn mặt trông rất giống với cố ca sĩ Phi Nhung. Không chỉ có vậy, bài đăng còn đi kèm dòng trạng thái bày tỏ sự ngạc nhiên của cô nàng. Tại sao cô nhạc trưởng lại có thể giống Phi Nhung một cách kỳ lạ đến như vậy? Và không quên gắn thẻ, chia sẻ thông tin này với Wendy Phạm, con gái ruột của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Khi trông thấy bài đăng được đăng tải từ TZ, Wendy đã không tránh khỏi sự ngạc nhiên mà phải bình luận rằng Trời ơi, nhìn thoáng qua con còn tưởng đó là mẹ thật. Thêm vào đó em trai của Phi Nhung cũng không phải ngoại lệ khi thốt lên, ôi nhìn giống quá chị. Ngoài ra câu chuyện này cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng không ít người tỏ ra ngạc nhiên trước hình ảnh hai cô gái xa lạ lại giống nhau y đúc như thế. họ còn để lại bình luận cho rằng nếu như không nói đây là người giống người thì nhìn vào ai nấy đều lầm tưởng đó là phi nhung. vào hồi tháng 10/2021 nữ ca sĩ phi nhung qua đời vì nhiễm phải covid-19. thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể về việt nam lo hậu sự cho mẹ kịp nên quay đi phạm đã ủy thác cho nghệ sĩ việt hương đích thân đưa trò cốt của mẹ về mỹ để đoàn tụ con gái của nữ ca sĩ cũng không giấu nổi sự bàng hoàng và phải mất rất lâu thời gian mới trở lại nhịp sống như bình thường